Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ trong chiến đấu, trở về cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Họ là những tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo. Và cựu chiến binh Đoàn Văn Biểu, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Tân An Thị, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành là một trong những điển hình như thế. Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, như bao thanh niên khác, năm 1966, chàng trai trẻ Đoàn Văn Biểu hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Năm 1990, ông nghỉ hưu theo chế độ sau 24 năm tham gia hoạt động cách mạng. Mặc dù mang trên mình bao vết thương của năm tháng chiến tranh và là thương binh 3/4, nhưng cựu chiến binh Đoàn Văn Biểu vẫn không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, luôn cố gắng làm được việc có ích cho xã hội. Về đời thường rồi á, thì mình đã thấy nhiều cái hoàn cảnh bất hạnh, ví dụ như là mồ côi, rồi người khuyết tật, rồi người là khó khăn, đặc biệt khó khăn, mà không những là lo những cái ăn cái ở mà lo cả cái chết luôn. Cái chết luôn là cứ năm nào như vậy là chú cũng lo từ 3 đến 4 cái quan tài cho những người có hoàn cảnh mà hết sức khó khăn, người ta có nhu cầu. Không chỉ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, ông còn hăng hái tham gia phong trào do chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương phát động. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, ông vận động người dân tích cực tham gia thực hiện mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp, nghĩa tình, góp phần hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Nhắc đến các hoạt động xã hội, công tác từ thiện nhân đạo ở xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, không ai có thể bỏ qua công lao đóng góp của ông Đoàn Văn Biểu. Đồng cảm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, hàng năm ông đều trích ra một số tiền để tặng quà cho những hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, giúp đỡ tận tình các hội viên cựu chiến binh trong phát triển kinh tế gia đình. Chị hội trưởng năng nổ, cũng nhiệt tình và có cái nhiều cái phương hướng cũng như là tạo cái điều kiện cho chi hội đi lên, ví dụ như là cái tổ nghĩa tình, rồi chi hội giúp đỡ lẫn nhau, cái đóng góp cái tiền mà gọi là khám bệnh, cũng có nhiều cái rất là tốt. Ở đây chúng tôi rất cũng thương mến đồng chí Đoàn Văn Biểu, rất tin tưởng. Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người lính bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Đoàn Văn Biểu được người dân tin tưởng bầu làm nhiệm vụ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của huyện, trưởng ban đại diện hội phụ huynh học sinh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế, trưởng bếp ăn từ thiện bệnh viện huyện Châu Thành. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính tôi còn thấy là nể phục của đồng chí ở chỗ là có khi là đi vận động, đi về đêm hôm mà đi ủi một mình vậy đó, mình thấy là rất là tội nghiệp, thì đi nấu cơm từ thiện, làm bếp ăn từ thiện ở trong trung tâm y tế huyện vậy đó, khuya thức dậy sớm hay đi vô trong đó để mà rồi sắp xếp chị em này cái nọ để nấu cơm từ thiện để giúp cho những cái bệnh nhân mà gặp khó khăn á, những người ta cần ở trong đó. Thì phải nói là đồng chí Đoàn Văn Biểu là một cái tấm gương mà điển hình để cho toàn hội là học tập. Với những nỗ lực của mình, ông Đoàn Văn Biểu đã được các cấp chính quyền ghi nhận, người dân tin yêu, nhiều năm liền được các cấp các ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, vừa qua ông đã vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Hiện nay, tuy tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút, song cựu chiến binh Đoàn Văn Biểu vẫn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, sống có nghĩa, có tình với bà con lối xóm và đồng đội. Ông cũng luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, là tấm gương sáng cho mọi người học tập noi theo.